Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa lịch sử và phát triển kinh tế dọc sông Hồng được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 368 ngày 6 tháng 7 năm 2023. Địa điểm xây dựng tại các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Tổng mức đầu tư là 9.275 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh. Mục tiêu của xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch phát triển, kinh tế dọc sông Hồng nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông vận tải thiết yếu của tỉnh Hưng Yên nói riêng và của khu vực nói chung theo quy hoạch được phê duyệt, phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân và phát triển được quỹ đất dọc hai bên tuyến, phát triển và hình thành các cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dịch vụ du lịch, thu hút đầu tư trên địa bàn các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, thành phố Hưng Yên, hình thành tuyến đường liên kết vùng kết nối các công trình di sản văn hóa tâm linh dọc sông Hồng, Thăng Long, Phố Hiến, Tam Trúc, Bái Đính, Chùa Hương, kết nối giao thông vùng Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình là bước đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19. Tuyến đường có điểm đầu km 0+000 tại ranh giới tỉnh Hưng Yên và Hà Nội km 76+984 đê tả sông Hồng thuộc địa phận xã Xuân Quan, huyện Văn Giang. Điểm cuối khoảng km 55+680 giao đê tả sông Hồng tại km 133+500 thuộc địa phận xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 55,68 km. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, phải tính toán yếu tố kỹ thuật liên quan đến công tác bảo vệ đê điều thoát lũ, chống thấm thân đê, nhất là ảnh hưởng của đợt ngập do mưa bão sau cơn bão số 3. Do đó, cần thiết phải nghiên cứu phương án thiết kế đáp ứng yêu cầu, tính chất quan trọng và mục tiêu đầu tư của dự án. Nội dung chi tiết về giải pháp và đánh giá các phương án thiết kế tối ưu, Sở Giao thông Vận tải sẽ báo cáo độc lập trình Hội đồng Thẩm định dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ tỉnh ủy trước khi thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư. Dự kiến báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 16 tháng 10 năm 2024, kế hoạch tiếp theo từ ngày 16 tháng 10 năm 2024, Sở Giao thông Vận tải phối hợp tư vấn trình báo cáo các giải pháp thiết kế để điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổ chức lập điều chỉnh thiết kế cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ đảm bảo tiến độ dự án. Theo phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đối với đường thủy nội địa, quy hoạch định hướng ngoài các tuyến đường thủy do Trung ương quản lý quy hoạch, các tuyến đường thủy do địa phương quản lý. Các tuyến sông Bắc Hưng Hải, sông Giặt, sông Cửu Yên, sông Chanh, sông Điện Biên, sông Tam Đô cải tạo nâng cấp đạt tối thiểu cấp 5 trở lên. Đồng thời, phát triển cảng, bến thủy nội địa phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành và quy hoạch khác có liên quan, tuân thủ quy định pháp luật có liên quan. Cụ thể, tỉnh Hưng Yên sẽ có hai tuyến do Trung ương quản lý là tuyến sông Hồng 64 km và sông Luộc 28 km, cùng 6 tuyến do địa phương quản lý, gồm tuyến sông Bắc Hưng Hải, sông Sạt Cửu Yên, sông Chanh, sông Điện Biên và sông Tam Đô. Địa phương sẽ quy hoạch 5 cảng thủy nội địa hàng hóa, gồm cảng Bãi Sở, huyện Văn Giang, Phố Hiến, huyện Kim Động, Hưng Yên, thành phố Hưng Yên, Triều Dương, huyện Tiên Lữ và cảng La Tiến, huyện Phù Cử. Tổng công suất của 5 cảng đạt khoảng 1,9 triệu tấn một năm. Ngoài ra, quy hoạch cụm cảng hành khách Hưng Yên, Văn Giang, cảng Bình Minh, cảng Phố Hiến, cảng Hưng Yên, cảng La Tiến trên sông Hồng và sông Luộc cho cỡ tàu 100 ghế và công suất 200.000 lượt hành khách trên năm. Đối với bến thủy nội địa, tỉnh Hưng Yên quy hoạch 21 cụm bến, chủ yếu là các bến hàng hóa và bến khách ngang sông. Quy hoạch lưu ý, việc đầu tư các cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh phải phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030. Tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy hoạch kế hoạch có liên quan. Tên, vị trí, quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các công trình sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn lập thẩm định, phê duyệt theo quy hoạch của pháp luật.
Ngoài dự kiến các cảng xây dựng mới nêu trên, căn cứ nhu cầu thực tế để nghiên cứu điều chỉnh, phát triển thêm các cảng khác phù hợp với định hướng của các quy hoạch liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Để tối ưu hóa vận tải, các cảng cạn và trung tâm logistics cũng được quy hoạch tại nhiều khu vực phù hợp với tình hình sản xuất hàng hóa trên địa bàn. Theo đó, tỉnh Hưng Yên sẽ phát triển 4 cảng cạn gồm Yên Mỹ diện tích dự kiến 10 ha, Văn Lâm 15 ha, Minh Châu 10 ha và Tân Lập 10 ha. Ngoài ra, một số cảng cạn tiềm năng được quy hoạch gồm Ân Thi dự kiến tại huyện Ân Thi, Lạc Hồng huyện Văn Lâm, Kim Động huyện Kim Động và cảng cạn Tiên Lữ huyện Tiên Lữ. Cùng với đó, có 5 trung tâm logistics được quy hoạch gắn với các cảng cạn gồm Yên Mỹ diện tích dự kiến 73 ha, Văn Lâm diện tích dự kiến 53 ha, Minh Châu diện tích dự kiến 40 ha, Ân Thi diện tích dự kiến 12 ha và Lạc Hồng diện tích dự kiến 20 ha. Cả nước đang quan tâm đến thông tin dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sắp được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 tới đây. Với quy mô siêu lớn và trình độ công nghệ tiên tiến, dự án được kỳ vọng sẽ tạo sự bứt phá cho nền kinh tế đất nước. Tầm vóc ý nghĩa đã rõ, vấn đề là với nguồn vốn dự kiến 67 tỷ đô la Mỹ, liệu chúng ta có tự chủ được nguồn lực để tránh những hệ lụy khi phải phụ thuộc vào vốn vay nước ngoài? Điều đầu tiên cần được khẳng định là quan điểm nhất quán của Bộ Chính trị. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn. Với tổng nguồn vốn dự kiến khoảng 67 tỷ đô la Mỹ, thời gian bố trí vốn trong khoảng 12 năm, bình quân khoảng 5,6 tỷ đô la Mỹ một năm. Vấn đề vốn cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đã được Quốc hội khóa 12 đặt ra từ năm 2010. Khi đó, tổng mức đầu tư được tính toán là 56 tỷ đô la Mỹ, quy mô nền kinh tế chỉ 147 tỷ đô la Mỹ, trong khi nợ công chiếm 54,3% GDP, nay nguồn vốn đã lên hơn 67 tỷ đô la Mỹ. Nhưng quy mô nền kinh tế đã khác rất nhiều. Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết đây là thời điểm thích hợp để Việt Nam xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao vì GDP năm 2023 đã đạt khoảng 430 tỷ đô la Mỹ, gấp gần 3 lần so với năm 2010. Nợ công xuống ở mức thấp chỉ khoảng 37% GDP. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt hơn 4.280 đô la Mỹ và ước đạt khoảng 7.500 đô la Mỹ vào năm 2030. Dự kiến, thời điểm bắt tay xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao vào năm 2017, quy mô nền kinh tế sẽ lên đến khoảng 564 tỷ đô la Mỹ. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được nghiên cứu đề xuất với tốc độ thiết kế 350 km/h, tổng chiều dài khoảng 1.541 km, quy mô đường đôi khổ 1.435 mm. Dự án dự kiến khởi công vào cuối năm 2017, hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035. Tuyến đường bắt đầu từ ga Ngọc Hồi Hà Nội đi qua 20 tỉnh thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh. Dự án sẽ kết nối trực tiếp hai đô thị đặc biệt với quy mô dân số lên đến khoảng 10 triệu người. 17 đô thị loại 1 có quy mô dân số từ 500.000 người trở lên. Trên toàn tuyến sẽ được bố trí 23 ga khách với cự ly trung bình 50 đến 70 km trên một ga, 5 ga hàng gắn với các đầu mối hàng hóa phục vụ tốt hậu cần quốc phòng khi có nhu cầu. Quá trình xây dựng và vận hành sẽ kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư các khu dịch vụ thương mại tại các ga, đầu tư thêm phương tiện để khai thác khi có nhu cầu. Dự án được kỳ vọng là cơ hội nâng cao năng lực của cả nền kinh tế Việt Nam từ sản xuất vật liệu đến chế tạo cơ khí, xây dựng hạ tầng, điện công nghệ số. Bởi làm đường sắt tốc độ cao không chỉ là xây dựng cầu đường hầm mà còn có sự tham gia của công nghệ số, robot, trí tuệ nhân tạo trong quá trình thi công và vận hành khai thác sau này. Mặt khác, khi tự chủ nguồn vốn, chúng ta sẽ có vị thế trong việc thu hút các quốc gia đang làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao, giúp chúng ta có cơ hội được chủ động lựa chọn công nghệ tiên tiến nhất cho công trình. Hiện 85% dân số và 90% GDP được tạo ra ở hai vùng kinh tế trọng điểm Nam Bắc cách nhau 1.500 km. Vì vậy, tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ là động lực then chốt giúp vận chuyển điều phối nguồn nhân lực và hàng hóa nhanh chóng hiệu quả giữa hai cực kinh tế trọng điểm.
với tốc độ thiết kế 350 km/h, thời gian di chuyển từ Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh chỉ hơn 5 giờ, giúp tiết kiệm thời gian đi lại của hành khách với giá trị khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Chi phí đi lại của xã hội cũng được giảm đáng kể, ước tính khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050. Từ kinh nghiệm các quốc gia đi trước, các chuyên gia nhận định tuyến đường sắt cao tốc khi đi vào khai thác sẽ tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế đất nước bứt phá, giúp GDP của Việt Nam tăng gần 1% mỗi năm. Cùng với các dự án cao tốc Bắc Nam đang chạy đua tiến độ, thì các dự án vành đai 4 thủ đô, vành đai 5 và dự án đường liên kết vùng đã đang được các tỉnh, thành phố nỗ lực tháo gỡ khó khăn, sớm đưa dự án về đích nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của thủ đô cũng như các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Thực tế hiện nay, các đại dự án giao thông này vẫn còn đang gặp những khó khăn thách thức, đang là điểm nghẽn cản trở tiến độ. Nhưng với tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi, các địa phương đang quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu phải hoàn thành dự án theo đúng yêu cầu đề ra. Mệnh lệnh rút ngắn tiến độ từ 3 đến 6 tháng, thậm chí 1 năm của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo dự án ở các địa phương cho thấy tinh thần quyết tâm nỗ lực cao nhất để các dự án giao thông trọng điểm sớm về đích, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho hay, xác định công tác đảm bảo chất lượng các dự án là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tuyệt đối không vì tiến độ mà đánh đổi chất lượng. Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành nhiều chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỷ cương trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, tăng cường kiểm soát công tác lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng các dự án, tăng cường công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, công vụ, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực liên quan đến hoạt động quản lý dự án, tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng.